chúng ta biết khi một bệnh nhân mà nghi ngờ có một trong ba, ít nhất một trong ba cái dấu hiệu của đột quỵ, tức là yếu tay, nói ngọng hoặc là méo miệng, thì ngay lập tức chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân đấy có khả năng bị đột quỵ. Thì điều đầu tiên chúng ta sơ cứu, tức là đặt bệnh nhân nằm xuống trên giường hoặc trên các cái nền cứng. Cái tư thế bệnh nhân thì chúng ta nên để bệnh nhân nằm tư thế đầu cao khoảng 30 độ đến 45 độ. Thế thì tại các cái nơi sơ cứu chúng ta có thể dùng các cái gối hoặc các cái vật để lót dưới lưng của người bệnh, làm sao cho bệnh nhân cái tư thế khoảng 30 độ như thế này. Thứ hai là chúng ta nên nới rộng quần áo để chúng ta quan sát xem bệnh nhân thở như thế nào. Nếu bệnh nhân thở bình thường, tím hồng hào thì coi như thế là bình thường. Ngay lập tức thì chúng ta phải quan sát miệng của bệnh nhân để lấy hết các cái dị vật. Ví dụ bệnh nhân đang có răng giả thì chúng ta tốt nhất nên tháo răng giả. Có đờm giả thì chúng ta có thể dùng tay quấn khăn mặt, hoặc là để chúng ta lấy các cái đờm giả. Chúng ta có thể quấn dùng ngón tay để chúng ta móc hết các cái đờm giả ở đây để ngăn ngừa bệnh nhân sặc, vì tất cả bệnh nhân đột quỵ thì có nguy cơ rối loạn nuốt. Chính vì thế chúng ta sẽ ngăn ngừa sặc cho người bệnh. Nếu bệnh nhân mà có nôn hoặc là buồn nôn thì tốt nhất chúng ta nên quay đầu của bệnh nhân hoặc là nghiêng người sang một bên. Vì nếu bệnh nhân có nôn thì chất nôn nó sẽ đẩy ra ngoài, không bị nuốt vào trong phổi. Trường hợp mà bệnh nhân mà có co giật hoặc là có nguy cơ co giật thì chúng ta sử dụng các cái vật tại nhà, ví dụ như đũa. Sau đấy thì chúng ta quấn các cái khăn mặt hoặc là cái miếng vải. Mục đích là chúng ta đặt ngang miệng của bệnh nhân thế này, để cho bệnh nhân không may khi lên cơn co giật thì răng không cắn vào lưỡi của người bệnh. Lưu ý không cạo gió cho bệnh nhân, không xoa bóp bệnh nhân. Một cái điều chúng ta lưu ý đó là khi bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ thì chúng ta không được cho bệnh nhân ăn uống hoặc sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào, vì tất cả những bệnh nhân đột quỵ đều có nguy cơ bị rối loạn nuốt và cái nguy cơ sặc. Khi chúng ta cho thuốc hoặc thức ăn hoặc nước thì nó có thể gây sặc vào phổi và gây ra nguy hiểm tính mạng của người bệnh. Và cái cuối cùng đấy là lời khuyên tất cả các bệnh nhân sau khi sơ cứu xong thì phải nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất mà có khả năng điều trị chuyên khoa về đột quỵ. Nếu bệnh nhân mà đến sớm trong vòng 4-5 giờ hoặc là cùng lắm 6 giờ thì tất cả những cái kỹ thuật cao có thể điều trị cho người bệnh khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng. Một cách để mà đơn giản hóa để nhận biết đột quỵ đấy là chúng ta dựa vào ba cái dấu hiệu chính. Thứ nhất là chúng ta bảo bệnh nhân giơ tay lên. Nếu bệnh nhân không giữ được tay mà tay nó rơi xuống thì đấy là một cái biểu hiện bất thường. Thứ hai, chúng ta quan sát mặt của bệnh nhân, có thể bảo bệnh nhân nói hoặc là bảo bệnh nhân cười, mà chúng ta quan sát thấy một bên khóe miệng của bệnh nhân nó sẽ xuống so với bên đối diện thì đấy là cái dấu hiệu bất thường thứ hai. Và chúng ta bảo bệnh nhân nói các cái câu hoặc các cái từ mà chúng ta nghe thấy bệnh nhân nó không lưu loát hoặc là nó ngọng thì đấy là cái dấu hiệu bất thường thứ ba. Khi bệnh nhân có một trong ba cái dấu hiệu bất thường đấy, chúng ta phải nghi ngờ đột quỵ. Đặc biệt nếu có cả ba dấu hiệu thì cái nguy cơ bệnh nhân bị đột quỵ là rất cao, gần như 100%. Và khi có các cái dấu hiệu như thế thì nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu để đột quỵ càng nhanh càng tốt, để có thể bệnh nhân điều trị các cái biện pháp điều trị kịp thời và sớm. Chúng ta chỉ cần trong vòng 1 phút có thể đánh giá được cả ba dấu hiệu trên. Thì đấy là ba cái dấu hiệu mà chúng ta cần nhớ để mà khi nghi ngờ bệnh nhân đột quỵ chúng ta có thể kiểm tra để chúng ta phát hiện ra.